đại nghĩa sĩ Tân Dân Chủ. Hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lắm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Trân trọng kính mời quý đồng bào nghe thông báo hồ sơ kiện tổ cộng. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807, A-La-Hai, Cali 92814. Số 0008, gạch ngang 2018, trên Văn phòng Thường trực, trên TATC 2018. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, tiếp theo thông báo số 0012, gạch ngang 2805, trên Văn phòng Thường trực, gạch ngang TACSVN trên 2013, ngày 28 tháng 5 năm 2013. Văn phòng Thường trực của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã nhận được sự phúc đáp của Tòa án Hình sự Quốc tế về việc đã tiếp nhận đơn tố giác tội ác của Cộng sản Việt Nam do ông Đào Minh Quân, Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đứng tên để truy tố 19 tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam có tên sau đây: Hồ Chí Minh, cựu chủ tịch sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ngoặc đã chết, nguyên là chủ tịch cái gọi là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay đổi là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Trường Chinh, cựu chủ tịch cái gọi là Quốc hội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã chết; Lê Duẩn, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã chết; Lê Đức Anh, cựu chủ tịch cái gọi là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Đỗ Mười, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; Lê Khả Phiêu, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; Trần Đức Lương, cựu chủ tịch cái gọi là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Nông Đức Mạnh, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam; Trương Tấn Sang, chủ tịch cái gọi là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng cái gọi là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Phùng Quang Thanh, bộ trưởng quốc phòng cái gọi là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng, bộ trưởng quốc phòng cái gọi là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Trần Đại Quang, bộ trưởng công an cái gọi là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Thái Bình, bộ trưởng bộ nội vụ cái gọi là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Minh Triết, cựu chủ tịch cái gọi là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Phan Văn Khải, cựu thủ tướng cái gọi là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Hà Hùng Cường, bộ trưởng tư pháp cái gọi là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch quốc hội cái gọi là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nay trân trọng thông báo đến toàn thể đồng bào Việt Nam nói riêng và tất cả các nạn nhân của Cộng sản nói chung, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã đúc kết xong tập hồ sơ gần 300 trang để tố giác tội ác tàu cộng trước Tòa Hình sự Quốc tế. Tập tài liệu công phu này do những anh chị em luật sư, thức giả Việt Nam đã bỏ công tâm huyết để chung tâm, chung sức với Thủ tướng Đào Minh Quân mà không nhận bất kỳ thù lao hay tổn phí nào cả, và sẽ được công bố vào ngày 12 tháng 9 năm 2018 tại Westminster Civic Center, Nam California, tức là tòa thị chính thành phố Westminster. Với tập tài liệu giá trị này, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời sẽ dùng để bổ túc đơn kiện tàu cộng tại Tòa Hình sự Quốc tế, yêu cầu bồi thường 36.000 tỷ đô la cho tất cả đồng bào Việt Nam và những nạn nhân của Cộng sản.
từ trước đến nay, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời không nhận bất kỳ sự quyên góp tài chính nào cho vụ kiện này, chỉ mong tất cả những ai là nạn nhân của Cộng sản có thể gửi thêm tài liệu và bằng chứng tội ác của Cộng sản Việt Nam về văn phòng thường trực để giúp cơ quan hình sự quốc tế làm việc mau chóng hơn. Trân trọng thông báo, thưa lệnh Thủ tướng, thưa ủy nhiệm Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, Đại tá Trần Tấn Lập, ấn ký. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý đồng hương trong và ngoài nước đề tài Ai khủng bố ai? Nhằm trả lời cho tên Tô Lâm, đầu sỏ của Bộ Công an Cộng sản và của Đảng Cộng sản Việt Nam khủng bố mà nay cả thế giới đều biết tiếng và khinh bỉ. Thưa quý đồng hương, trong thời gian gần đây, dư luận trong và ngoài nước xôn xao bàn tán về việc bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam, qua phát ngôn của tên Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Cộng sản, phát lệnh truy nã ông Đào Minh Quân, Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, cư ngụ tại Hoa Kỳ, đồng thời cũng xếp một số thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vào loại thành phần khủng bố, phản động. Vậy chúng ta thử tìm hiểu xem, ông Đào Minh Quân và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã vi phạm những gì dưới con mắt của bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam để chúng có thể vu khống người khác một cách trái phép, bất chấp luật pháp quốc tế như thế. Để giúp quý đồng hương và nhất là dạy cho Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu rõ thế nào là khủng bố, chúng tôi xin trích dẫn. Khủng bố là gì? Xin thưa, khủng bố là hoạt động phá hoại, đe dọa bằng lời nói, hình ảnh hoặc video giết người do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện, làm thiệt mạng người, đặc biệt là thường dân, hoặc gây tổn thất cho xã hội và cộng đồng để tác động vào tâm lý đối phương, gây hoang mang khiếp sợ nhằm mục đích chính trị hoặc tôn giáo. Câu định nghĩa bằng Anh ngữ như sau: Terrorism is defined as criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in the general public, a group of persons or particular persons for political purposes are in any circumstance unjustifiable, whatever the consideration of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious, or any other nature that may be involved to justify them. Câu này được dịch ra Việt ngữ như sau: khủng bố là những hành động tội phạm có chủ đích hoặc tính toán nhằm kích động sự hoảng sợ của công chúng, một nhóm người hoặc những cá nhân riêng biệt với những mục đích chính trị trong bất cứ hoàn cảnh nào không thể biện minh được dựa vào những lý do chính trị, triết học, tư tưởng, chủng tộc, dân tộc, tôn giáo hay bất kỳ lý do nào khác có thể được viện dẫn để biện minh cho những hành động ấy. Qua câu định nghĩa trên, chúng ta có thể tóm lược căn bản của nghĩa từ khủng bố, đó là hành động tội phạm nhằm kích động sự hoảng sợ của quần chúng, vân vân. Đến đây, chúng tôi đặt ngay câu hỏi với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là tên Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, có đủ thông minh để hiểu định nghĩa của từ khủng bố hay không? Hay vì đầu óc xảo trá mà đánh lạc hướng dư luận quần chúng, cũng như hăm dọa những ai muốn chống đối chế độ?
Vậy chúng ta thử tìm hiểu xem Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân lãnh đạo đã làm những gì để Cộng sản Việt Nam xếp vào loại khủng bố. Thiết nghĩ chúng tôi cũng cần nhắc lại, từ lúc thành lập chính phủ cho đến nay, ông Đào Minh Quân và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của ông chưa bao giờ chủ trương ba sạch, tức là phá sạch, đốt sạch và giết sạch. Vậy ông Đào Minh Quân đã làm những gì sai trái? Xin thưa, ông Đào Minh Quân và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do ông lãnh đạo có những chủ trương và mục đích rất cao đẹp, đó là giành lại đất tổ, không làm khổ dân, giải thể tà quyền cộng sản, chống tàu cộng xâm lược. Để thực hiện mục đích cao đẹp này, kể từ tháng 2 năm 2017, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời phát động chiến dịch trưng cầu dân ý nhằm sử dụng quyền tối thượng của người dân Việt để giải thể tà quyền cộng sản Việt Nam. Đây là một hình thức dân chủ và văn minh nhất, hầu mang lại cơm no áo ấm và nhất là sự tự do dân chủ cho người dân Việt. Mục đích và đường lối cao đẹp như thế thì tại sao bọn Cộng sản Việt Nam lại xếp ông Đào Minh Quân và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời vào loại khủng bố? Thưa quý vị, trưng cầu dân ý là sách lược dân chủ nhất mà bất cứ một nước văn minh nào trên thế giới cũng áp dụng để kiện toàn thể chế chính trị, tức là thiết lập nên nền tảng dân chủ tam quyền phân lập, hành pháp, tư pháp và lập pháp, thì chúng ta mới có thể thoát khỏi cảnh nghèo đói, tham nhũng, người bóc lột người như chế độ Cộng sản Việt Nam đang áp dụng hiện nay. Do đó, bao lâu mà Cộng sản Việt Nam còn thi hành độc tôn đảng trị, thì không bao giờ Việt Nam của chúng ta thoát khỏi cảnh bị kềm kẹp, tham nhũng, hối lộ, cướp bóc và còn biết bao nhiêu tệ nạn khác nữa. Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ chấp nhận đường lối hòa bình, văn minh dân chủ này đâu. Có nghĩa là chúng vẫn cố chấp để duy trì tư tưởng thoái hóa, bệ giảng của Hồ Chí Minh. Trưng cầu dân ý tức là tạo cơ hội để người dân Việt thực thi quyền làm chủ của mình. Không lẽ đối với Cộng sản Việt Nam là hành động khủng bố hay sao? Nếu vậy thì cái tên mà Hồ Chí Minh đã đặt cho miền Bắc Việt Nam ngay từ buổi đầu là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là gì, nếu không phải là dùng danh từ dân chủ do Hồ Chí Minh tạo ra để mị dân, để lừa bịp? Còn thực chất của danh từ đó cũng sẽ không bao giờ được áp dụng. Một khẩu hiệu khác mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra để lừa bịp người dân đó là không có gì quý hơn độc lập, tự do. Như thế, theo Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, người dân Việt chỉ có được độc lập, tự do thật sự dưới sự kềm kẹp, bóc lột của Đảng Cộng sản Việt Nam và dưới sự thống trị của Tàu Cộng hay sao? Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời dưới sự lãnh đạo của ông Thủ tướng Đào Minh Quân hoạt động đường đường chính chính theo phong cách của chính nhân quân tử, không phải theo kiểu mưu mô xảo quyệt, ném đá dấu tay của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện mới nhất đã chứng minh Cộng sản Việt Nam hay bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam chính là một tổ chức khủng bố, không hơn không kém, chẳng khác gì bọn khủng bố Hồi giáo. Tức là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, nước Cộng hòa Liên bang Đức vào tháng 7 năm 2017, do tên chỉ huy trực tiếp tướng Cộng sản Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an
của bọn cầm quyền Hà Nội. Theo thời báo Đức, tướng Cộng sản Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an đã sang Berlin hôm 16 tháng 7 năm 2017, trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Toàn bộ việc lên kế hoạch và thực hiện vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã được mật vụ của bọn cầm quyền Hà Nội và Đại sứ quán Cộng sản tại Đức thực hiện. Sau khi bắt về Việt Nam, Trịnh Xuân Thanh khai nhóm lợi ích đã tham nhũng lên tới 36 tỷ USD. Số tiền này đã bị tẩu tán phần lớn ra nước ngoài. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh được biết là do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bí mật trực tiếp ra lệnh hành động. Như thế, việc Cộng sản Việt Nam đưa bọn đầu sỏ của Bộ Công an của chúng sang nước Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, bất chấp luật pháp quốc tế, thì có phải là hành động khủng bố không? Thưa quý vị, ấy thế mà bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam qua phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng sản cứ khăng khăng quả quyết một cách vô liêm sỉ và trơ trẽn trước dư luận thế giới là Trịnh Xuân Thanh tự ra đầu thú. Đó có phải là một sự gian xảo trắng trợn của bọn Cộng sản Việt Nam cũng như là một sự nhục nhã cho dân tộc Việt Nam không? Thưa quý vị, vậy ai là khủng bố, Đào Minh Quân hay bọn Cộng sản Việt Nam? Chúng tôi xin dành câu trả lời cho quý vị. Từ sự kiện gian xảo này của bọn Cộng sản Việt Nam, chúng ta có thể ngược lại dòng lịch sử về Hồ Chí Minh và về Đảng Cộng sản Việt Nam mới thấy rõ hơn bộ mặt gian manh của chúng trong gần 3/4 thế kỷ qua. Qua quá trình làm tôi mọi cho Cộng sản quốc tế, trò lưu manh xảo trá của Hồ Chí Minh đã được thể hiện qua những hành động cụ thể như sau. Trong lúc sinh thời, Hồ Chí Minh thường rêu rao khẩu hiệu đoàn kết, đại đoàn kết. Nhưng thật sự, với chiêu bài đại đoàn kết đó, Hồ Chí Minh đã tìm mọi cách để tiêu diệt các phong trào quốc gia yêu nước. Hồ Chí Minh đã thông báo cho chính quyền bảo hộ Pháp danh sách của những vị lãnh đạo các phong trào yêu nước để các vị này bị Pháp bắt. Mặt khác, Hồ Chí Minh ra lệnh cho bè đảng của mình thủ tiêu những nhà ái quốc như Phạm Quỳnh 1945, Ngô Đình Khôi, Tạ Thu Thâu, Bùi Quang Chiêu, Khái Hưng năm 1947, các đảng viên của Quốc dân đảng, vân vân. Vậy ai khủng bố ai đây? Thưa quý vị, sau khi cướp chính quyền trên tay Thủ tướng Trần Trọng Kim ngày 19 tháng 8 năm 1945, thì ngày 2 tháng 9, Hồ Chí Minh tuyên bố nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Sau đó, trong bản hiến pháp đầu tiên năm 1946 của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới này có ghi tại Điều 1, Chương 1 và Điều 10, Chương 2, công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng. Hồ Chí Minh tuyên bố rằng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người, đã được Hồ Chí Minh nói đến trong vấn đề đại đoàn kết dân tộc, để toàn dân, toàn quân chung nhau phát triển và bảo vệ. Thật sự, quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của bọn Cộng sản Việt Nam chỉ là một cái bánh vẽ mà Hồ Chí Minh đã vẽ ra để lợi dụng danh nghĩa liên minh dân tộc đoàn kết chống thực dân Pháp. Việt Minh đã giết Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ và các lãnh tụ giáo phái ở Nam Kỳ. Hồ Chí Minh lợi dụng lòng ái quốc chống thực dân của người dân để hô hào cuộc kháng chiến chống Pháp
vào năm 1945 mà Cộng sản gọi là cuộc cách mạng tháng 8, dùng thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ, lừa bịp, gây chia rẽ, khủng bố, tàn sát để chiếm cho được chính quyền trong tay người quốc gia. Vậy ai khủng bố ai đây? Riêng đối với người Công giáo, bên ngoài thì Hồ Chí Minh chủ trương đoàn kết mọi tôn giáo, nhưng đằng sau Hồ Chí Minh chỉ thị cho các đảng viên Việt Minh đi lùng bắt, chôn sống, chặt đầu hàng trăm nghìn người Công giáo vô tội ở các vùng nông thôn hẻo lánh. Đến nỗi những người có đạo phải bỏ xứ sở, làng mạc, ruộng vườn, nhà cửa để trốn tránh lên ở các quận, huyện, thành phố. Vì người Công giáo bị Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam xem như họ là thành phần phản động, bán nước theo thực dân Pháp. Do đó, những làng nào toàn người có đạo thì họ tự tổ chức toán dân vệ để đảm bảo an ninh cho họ, và Việt Minh khó mà lọt vào để gây chết chóc cho dân làng. Số người Công giáo hoặc bị chôn sống hoặc bị chặt đầu, rồi chúng đem treo ở trước các đình làng, chợ búa để trấn áp tinh thần, làm cho người Công giáo hoảng sợ mà bỏ đạo. Số nạn nhân này ước tính cũng hơn mấy trăm nghìn người. Thế thì ai khủng bố ai đây? Đào Minh Quân hay Hồ Chí Minh? Một bằng chứng khủng bố rùng rợn khác của Đảng Cộng sản Việt Nam là cuộc cải cách ruộng đất tại miền Bắc. Cuộc cải cách ruộng đất do Hồ Chí Minh tạo ra tại miền Bắc từ năm 1954 đến nửa năm 1956. Theo ông Nguyễn Văn Cảnh, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Chiêu hồi, từ năm 1969 đến năm 1975 của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, dựa theo lời khai của các cán binh Cộng sản hồi chánh, có hơn 200.000 nạn nhân vô tội trong cuộc cải cách ruộng đất. Trong số này gồm 40.000 đảng viên Cộng sản. Còn theo thống kê của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng chỉ nêu ra số 173.000 thường dân vô tội bị thảm sát trong cuộc cải cách ruộng đất mà thôi. Theo tài liệu lịch sử kinh tế của Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2000 của Viện Kinh tế Cộng sản, chính Hồ Chí Minh và tướng Cộng sản Võ Nguyên Giáp cũng công nhận rằng chính sách cải cách điền địa ở miền Bắc là một sai lầm rất nghiêm trọng. Lầm thôi sao? Không đơn giản như thế đâu. Vậy ai khủng bố ai đây? Chưa hết, thưa quý vị, vì bản chất của Cộng sản Việt Nam là khát máu, nên vẫn tiếp tục diễn ra qua cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân. Theo nguồn tin của chính quyền Cộng sản Bắc Việt, trong dịp tổng tấn công Mậu Thân ở miền Nam, bộ đội Bắc Việt đã tàn sát 25.700 thường dân vô tội và bắt đi tù 1.723 người. Riêng tại Huế, sau 26 ngày chiếm đóng ở thành phố Huế, Cộng sản Bắc Việt và Việt Cộng đã giết hơn 6.000 người và chôn sống họ trong những hố chôn tập thể. Trong đó phải kể đến 4 vị ân nhân người ngoại quốc là những giáo sư thạc sĩ y khoa người Đức đến Việt Nam để dạy tại Đại học Y khoa Huế và phục vụ tại Bệnh viện Huế. Nói chung, những nạn nhân trong vụ thảm sát ở Huế đều bị Cộng sản Bắc Việt trói lại với nhau, tra tấn dã man, đập vỡ sọ và chôn sống. Như vậy, quý vị có thấy đó là trò chơi dã man, khốn nạn của bọn quỷ đỏ Cộng sản không? Trong một cuộc phỏng vấn tướng Westmoreland
Vào năm 1996, tướng Westmoreland cho biết là theo sự thú nhận của tướng Cộng sản Võ Nguyên Giáp, đến đầu năm 1969, tức là sau cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968, quân đội Bắc Việt đã tổn thất hơn 500.000 bộ đội, có nghĩa là Cộng sản Bắc Việt coi mạng sống con người còn kém hơn loài thú. Thế thì ai khủng bố ai đây? Sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, vào cuối tháng 4 năm 1975, bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã lùa vào trong hàng trăm trại tù cải tạo từ 1 triệu đến 2 triệu sưởi quân dân cán chính của chính quyền miền Nam, trong đó gồm các sĩ quan, viên chức cao cấp, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhà trí thức, vân vân. Các nạn nhân này bị giam giữ trong các trại tập trung được thiết lập trên toàn lãnh thổ, từ những vùng phía bắc của dãy Hoàng Liên Sơn chạy dài theo dãy núi Trường Sơn ở miền Trung xuống đến vùng biên giới giữa Campuchia và Việt Nam. Theo các công trình nghiên cứu khoa học xã hội của những nghiên cứu gia Hoa Kỳ, khoảng 165.000 nạn nhân chết thảm trong những tù cải tạo này. Những nạn nhân này chết vì đói, vì lao lực, vì bệnh tật và nhất là vì bị cực hình khổ sai. Riêng Hội Ân xá Quốc tế Amnesty International chỉ cho biết có 65.000 người chết hoặc bị giết. Vậy ai khủng bố ai đây? Đào Minh Quân hay Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vào lúc miền Nam bị sụp đổ năm 1975? Theo cơ quan tị nạn quốc tế, khoảng 65.000 người Việt đã trốn thoát chế độ Cộng sản. Đến tháng 2 năm 1995, số người trốn bằng đường biển và đường bộ lên đến 839.015 người sống chen chúc trong các trại tị nạn tại các quốc gia vùng Đông Nam Á như Mã Lai, Thái Lan và Hồng Kông. Đấy là bức tranh tủi nhục của thiên đường Cộng sản mà Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã sáng tác cho dân tộc Việt Nam trong gần một thế kỷ qua. Vậy ai khủng bố ai đây? Qua những sự kiện lịch sử nêu trên, mọi người dân Việt đều thấy rõ bản chất của bọn Cộng sản Việt Nam là man dợ, là khát máu, là giết người không gớm tay. Từ lúc chúng còn ở hang Bắc Bó cho tới ngày hôm nay, chẳng có gì thay đổi và ngày càng tồi tệ hơn. Chúng luôn dùng thủ đoạn gian manh, ăn cướp, đánh trống la làng hay gắp lửa bỏ tay người. Có nghĩa là chính bản thân của chúng là khủng bố, nên vu khống cho ông Đào Minh Quân và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do ông lãnh đạo là khủng bố. Để làm gì, thưa quý vị? Chính là nhằm che đậy những hành động man dợ, cướp bóc của chúng hiện nay như giết người trong đồn công an, cướp nhà cửa, đất đai của người dân và khốn nạn hơn nữa là bán nước cho ngoại bang, là tàu cộng. Điểm quan trọng hơn hết là làm cho người dân Việt quên đi hoặc mất nước và không nhìn ra được là chính ông Thủ tướng Đào Minh Quân và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là cái phao duy nhất để cứu họ sống còn qua lá phiếu trưng cầu dân ý. Đến đây, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do ông Đào Minh Quân lãnh đạo, hy vọng quý đồng hương đã có câu trả lời mà không cần do dự. Đảng Cộng sản Việt Nam, con đẻ của tội đồ Hồ Chí Minh, đã áp dụng chính sách khủng bố với mục đích duy trì chế độ thối nát của chúng. Chúng phải ý thức rằng hành động dã man, dối trá của chúng
đi ngược lại với lương tri của con người văn minh tiến bộ. Do đó, sớm muộn gì, Đảng Cộng sản Việt Nam và bè lũ của chúng cũng phải bị tan rã để nhường cho một thể chế văn minh khả dĩ mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho toàn dân Việt của chúng ta. Trân trọng kính chào quý đồng hương trong và ngoài nước. Ladies and gentlemen, on behalf of the Provisional National Government of Vietnam, we'd like to present to you another topic. The Vietnamese Communist Party is a terrorist state, isn't it? In October 2017, Lieutenant General Tô Lâm, Minister of Vietnamese Police, on behalf of the Vietnamese Socialist Government, declared through the media and TV channels at home that the Provisional National Government of Vietnam conducted by Prime Minister Đào Minh Quân was a terrorist organization and it issued an international warrant against Mr. Đào Minh Quân. Being very shocked at this cynical slander, we may wonder if the Political Bureau of the Vietnamese Communist Government understood the meaning of the term terrorism. Here is the definition of the terminology terrorism. Terrorism is defined as criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in the general public. A group of persons or particular persons for political purposes are in any circumstance unjustifiable. Whatever the consideration of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious, or any other nature that may be invoked to justify them. In order to answer to the unjustified denunciation and the slander of the Vietnamese communists, here was the answer of the U.S. Department of Foreign Affairs through the voice of a spokesman of the U.S. Embassy in Hanoi, Vietnam, and the commentary of the international news agency Reuters, dated January 30th, 2018, by Mr. James Person. Hanoi Reuters. Vietnam listed a U.S.-based group still loyal to the now-defunct state of South Vietnam as a terrorist organization on Tuesday. The Ministry of Public Security, MPS, said the California-based Provisional Government of Vietnam, led by U.S. citizen Đào Minh Quân, established groups inside Vietnam to execute acts of terrorism and sabotage and assassinate officials, the ministry said in a statement. Quân was a former lieutenant of the U.S.-backed Republic of Vietnam, the statement said, referring to the now-defunct state, also known as South Vietnam, which once ruled the southern half of the country until the Vietnam War ended in 1975. Quân did not immediately respond to a request for a comment, a U.S. Embassy spokesman in Hanoi said. The organization is not designated as a terrorist group by the U.S. State Department. Despite sweeping economic reform in Vietnam and increasing openness towards social change, including gay, lesbian, and transgender rights, the ruling Communist Party retains
Thai measures censorship and does not tolerate criticism. Earlier this month, Vietnam chair foreman for flying the flag of South Vietnam. The flag, a bright yellow rectangle with three thin horizontal stripes, is used by political activists in Vietnam who oppose the communist-controlled government in Hanoi. A video on the website, the MPS said, was operated by Quan's group, showed a convoy of cars moving through a U.S. town, some of which were flying the flag of South Vietnam. The website describes Quan as the prime minister of the provisional government of Vietnam. In late December, a Vietnamese court jailed 15 people for their part in an alleged April bomb plot by Quan's group at Tan Son Nhat Airport, the transport hub which serves Ho Chi Minh City, formerly known as Saigon, the capital of South Vietnam. 15 people acted on instruction from an overseas group which had used social media to spread propaganda and recruit its members, local media said, citing the court indictment. Vietnam, one of the top 10 countries for Facebook users by numbers, has called for tougher internet controls and set up a military cyber unit to fight wrong views online. The group planted fuel bombs in the car park and at the arrival hall at Tan Son Nhat International Airport in April 2017, Tuesday's MPS statement said. The above information came from the reporting by James Person. In the following lines, we invite you to witness the real life of terrorism conducted by the Vietnamese Communist Party in its illegal kidnapping of Trinh Xuân Thanh, a former Political Bureau member, by its violation of international law on the German soil. According to a German newspaper, Vietnamese General Dương Minh Hưng, Vice Chairman, Intelligence Department, Ministry of Intelligence, came to Berlin on 16 July 2017 to conduct the kidnapping of Mr. Trinh Xuân Thanh, the overall planning of the illegal arrestation of Trinh Xuân Thanh, even on the soil of Germany, had been prepared and carried out by the secret agents of the Vietnamese Communist authorities, with the active participation of the personnel of the Vietnamese embassy in Berlin. After this capture, when Trinh Xuân Thanh was brought back on the Vietnamese soil, the Communist authorities, through the voice of spokeswoman of the Vietnamese government, claimed with all the peoples of the world that the arrested man returned to the Vietnam at his goodwill to surrender. Later on, Trinh Xuân Thanh, through the investigation of the Vietnamese police, denounced to the public the corruption of the VC interest group with a value amounting to more than $32 billion. It was known by other sources that this illegal arrestation of Trinh Xuân Thanh had been directly ordered by the General Secretary of the Vietnamese Communist Party, Nguyễn Phú Trọng. This was a clear proof of the terrorist action of the Vietnamese Communist government. In short, the Vietnamese Communist leaders until now had always carried out illegal actions by underrating and violating the international agreements they undertook themselves, such as the Geneva Accords of 1954 and the Paris Agreements of 1973. They had been used to cynically impute their crimes to others. The victim of the undoing case was Prime Minister Đào Minh Quân and the members of the Provisional National Government of Vietnam. Thank you for your attention.
Chúng tôi là Jimmy Sơn. Xin được trân trọng kính chào Ngài Thủ tướng Đào Minh Quân. Xin chào các giới chức đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Xin kính chào toàn thể quý đồng bào trong và ngoài nước. Kính thưa quý vị, trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, dẫn nước đang hồi nghi ngã, là một cựu quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi nghĩ phải giống lên hồi chuông cảnh tỉnh, phải nói lên tâm trạng của mình, nói lên sự âm thầm chịu đựng của bản thân khi mắt thấy, tai nghe cảnh đất nước suy đồi, người dân đã và đang bị sự áp bức, bóc lột của chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Trong cơn dễ chết, bọn chóp bu đang cố gắng dơ vét của cải, tài sản của dân lành, tranh giành quyền lợi, đấu đá lẫn nhau dưới mọi chiêu bài gian manh xảo quyệt, để rồi tìm đường trốn chạy ra khỏi đất nước, mang biển đảo cùng các vùng đất màu mỡ của Việt Nam dâng cho Trung Cộng, để mặc cho dân quan kêu gào, than khóc trong đói khổ lầm than. Tài sản, đất đai đã bị cướp sạch, nay cả quyền làm người cũng bị tước đoạt. Thật đau lòng khi nhìn về quê hương. Quê hương mà chúng tôi đã từng đổ máu xương để gìn giữ. Chỉ mong có ngày đất nước thanh bình, người dân no ấm. Nhưng định mệnh khắc nghiệt đã khiến chúng tôi không làm tròn được sứ mạng của mình, đành để lại một bà mẹ Việt Nam đau thương tan tác, mong mỏi sẽ có một ngày đàn con trở về, vun bồi lại quê hương, tay trong tay, diệt loài quỷ đỏ, cho hơn 90 triệu con dân Việt Nam thoát khỏi ách thống trị, tàn ác của lũ vô thần suốt nửa thế kỷ qua. Hôm nay, trên diễn đàn Người Thật, Việc Thật số 1, xin phép quý vị cho tôi được chia sẻ bài viết của tên Dương Khiết Trì, một cựu Bộ trưởng Ngoại giao của Trung Cộng, về vấn đề không cần phải đánh Việt Nam chúng nó, đã được Cơ quan An ninh Hoa Kỳ phát hiện để hiểu rõ hơn cái dạ tâm của bọn Tàu Cộng. Chúng tôi nghĩ mọi người Việt Nam cần nên biết và phổ biến rộng rãi thêm lên. Cảm ơn Phương Lê đã chia sẻ và xin phép được phổ biến bài viết của bạn. Nguyên văn của bài viết như sau. Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng sẽ giao Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc để chúng ta xây dựng căn cứ quân sự chiến lược trên ba miền của chúng. Tại sao phải đánh chúng khi hơn 700 km vuông đường biên giới phía nam của ta đã được chúng dâng cho ta? Một nửa thác Bản Dốc đã được cắm cờ năm sao. Ải Nam Quan đã trở thành hữu nghị quan mà chúng vẫn cực kỳ coi trọng đại cuộc hữu nghị giữa hai đảng và nâng niu gìn giữ để trao lại cho thế hệ mai sau của chúng. Súng đạn nào mãnh liệt bằng phong bì tống vào miệng chúng, để sau đó đại hán ta ngồi trên nóc nhà Tây Nguyên đào mồ xới mã đất mẹ của chúng, thải chất độc vào môi trường của chúng, và bộ chính trị của chúng vẫn khăng khăng đấy là chiến lược đã quyết, là chính sách công nghiệp quá hiện đại, đất nước không thể ngừng. Xe tăng đại pháo nào bằng hàng ngàn công trình xây dựng để những sư đoàn Trung Hoa trong bộ áo công nhân có mặt trên xứ sở của chúng, kéo dài từ mũi Cà Mau đến Hữu Nghị Quan. Phi cơ, chiến hạm sao bằng 90% gói thầu của chúng ta đang khống chế nền kinh tế của chúng. Hàng hóa thặng dư Made in China đang ở trên thân thể chúng
bàn ăn của chúng, bao tử của chúng, nhà thầu của chúng. Tại sao phải đánh chúng? Khi chỉ cần đóng đường biên giới là dân của chúng không đủ tiền mua quần áo mặc, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng, xe riêng và giấc mơ thấp hèn của chúng không còn chạy đầy đường. Cắt xăng dầu là cả nước chúng tối đen. Và chỉ cần một cú nổ là Tây Nguyên của chúng sẽ nhuộm bùn đỏ. Chúng ta không phải đánh, không phải bắn một viên đạn nào mà vẫn có thể làm sụp đổ thị trường chứng khoán của chúng, làm tán gia bại sản những tên đồng chí tư bản đỏ mà tài sản vốn liếng có được là nhờ và đang lệ thuộc về nền kinh tế Trung Hoa, Made in Việt Nam. Tại sao chúng ta phải đánh? Cần gì đánh khi cả vùng biển mà chúng gọi là Biển Đông đã, đang và sẽ là sân nhà của chúng ta? Khi ngư dân của chúng đi đánh cá trên vùng biển của tổ tiên chúng mà lăm lét như đi ăn trộm, khi hải quân của chúng không dám lai vãng trong suốt thời gian giàn khoan khủng của ta chậm chậm tiến vào và khoan vào lòng biển của chúng nó, khi sự chống trả của chúng là những lời tuyên bố đã trở thành trò hề trên sân khấu ngoại giao, khi sự phản đối của chúng là những cú điện thoại với lãnh đạo ta bằng cái điện thoại không cắm dây, và chúng ta chỉ cần đuổi chúng ra khỏi nhà của chúng bằng vòi rồng phun nước. Cần gì phải đánh để chúng ta trở thành đạo quân xâm lăng và mang tiếng dưới mắt nhìn của thế giới, làm xấu đi hình ảnh yêu chuộng hòa bình của Đại Hán, trong khi chúng ta đã từng bước trong hòa bình, thành công thu tóm từng tấc đất, tấc biển, từng vùng đất, vùng biển của chúng bằng văn kiện do chính chúng ký kết. Trong khi chúng ta vô cùng hiệu quả tiến trình biến chủ quyền của chúng thành vùng tranh chấp, biến vùng tranh chấp thành vùng khai thác của ta, và chúng dám vừa lên tiếng như chó sủa qua đường, vừa cúi đầu cam kết tất cả vì đại cục Việt Trung. Đó là đối với chúng ta. Còn đối với dân của chúng, cần gì phải đánh? Khi chúng thay ta ngăn chặn, trấn áp, bắt giam, bỏ tù dân của chúng đứng lên phản đối Đại Hán, đánh chúng sẽ khơi dậy lòng yêu nước của dân tộc chúng, vốn đã là sức mạnh vô biên từng đánh bại chúng ta hàng ngàn năm qua. Đảng của chúng đã tích cực giúp ta tiêu trừ lòng yêu nước của dân tộc chúng trong suốt bao năm qua, đã biến đa phần dân của chúng thành những đàn cừu chỉ muốn sống trong hòa bình của một cuộc đời nô lệ. Chúng ta làm tốt. Chưa bao giờ trong lịch sử bành trướng chúng ta có được một đám thái thú địa phương làm tay sai đắc lực và hiệu quả như chúng. Khi chúng ta có mặt ở Biển Đông, ngay trước nhà của chúng, chúng đã ra lệnh cho hải quân của chúng không được bén mảng sẽ làm phiền lòng ta. Khi cần đốt phá, cướp của, giết người để bôi đen những tên biểu tình yêu nước, công an, vật dụ của chúng sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta tạm lánh. Khi cần cấm nhặt từng tên yêu nước năng nổ xuống đường phản đối chúng ta, chúng ta đã nhiệt tình như những con chó tứ xuyên quên ăn, quên ngủ
canh gác ngày đêm. Tại sao chúng ta phải đánh chúng? Và sau đó phải cai trị dân của chúng? Tại sao phải làm công việc đối phó với 90 triệu dân của chúng, trong khi giống cẩu phương Nam làm tốt hơn chúng ta? Chúng ta không cần đánh, bởi chúng đã đánh dân của chúng thay thế chúng ta. Chúng ta không cần phải cướp, vì chúng đã cướp nước của chúng để dân, để bán, và sẽ tiếp tục dân, tiếp tục bán cho chúng ta. Khi cần, chúng ta sẽ chuyển quân, kéo đại pháo, xe tăng vòng quanh biên giới để giúp đảng của chúng, nhân dân hòa bình, ngăn chặn hiểm họa chiến tranh, mà trị đám dân muốn vọng động của chúng. Người đứng đầu thủ đô đã ra lệnh cho dân của chúng rằng: biểu thị lòng yêu nước, yêu thủ đô thông qua việc ra sức lao động, học tập, công tác và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và ổn định đời sống nhân dân. Người đứng đầu nước ra lệnh cho dân của chúng rằng: đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế. Chúng đã làm đúng bổn phận của một chư hầu, trung thành với chính sách trị dân thuộc địa. Hãy lo làm giàu và sống yên ổn, dân của chúng chỉ được làm giàu, và đó là phương thức duy nhất được cho phép để bảo vệ Tổ quốc của chúng. Không cần phải đánh. Cờ Đại Hán của chúng ta sẽ từ 5 sao thành 6 sao, phất phới trên toàn cõi lãnh thổ của chúng. Không cần phải bắn đạn, mà sẽ bằng những văn kiện ký kết từng phần giao nhượng. Văn kiện sau cùng là văn kiện chúng ta viết sẵn cho chúng, để chúng xin ký kết và được làm một vùng tự trị trong Đại Hán vĩ đại của chúng ta. Xin tạm ngưng nơi đây. Và có một câu hỏi: Việt Nam đã mất nước chưa? Để trả lời câu hỏi này, người lạc quan Tếu sẽ nói rằng: mất nước đâu mà mất nước, nước còn sờ sờ đấy thôi. Đảng còn đó, nhà nước còn đó, công an còn đó, bộ đội còn đó, cờ đỏ sao vàng còn tung bay từ Bắc chí Nam, sao gọi là mất nước? Các lãnh tụ Cộng sản quang vinh sẽ trả lời: kẻ nào nói mất nước là phản động, là nói xấu đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa đã có công đánh thắng thực dân Pháp, đuổi đéo quốc Mỹ, nước ta đã sạch bốn quân thù từ đại thắng mùa xuân và giải phóng miền Nam năm 1975. Giao hảo giữa Trung Quốc và ta là anh em xã hội chủ nghĩa, là láng giềng tốt, vân vân và vân vân. Bài viết trên đây được Vũ Đông Hà dịch và đăng trên blog Dân Làm Báo ngày 28 tháng 6, 2016. Dương Khiết Trì làm Bộ trưởng Ngoại giao, nhưng lời lẽ sống sượng và đểu cán như một tên thảo khấu. Tuy nhiên, những gì hắn nói là sự thật, một sự thật không ai có thể chối cãi, một sự thật bàng hoàng, một sự thật như những lưỡi dao nhọn đâm vào tim mỗi người
việc yêu nước chúng ta. Đây là giờ của sự thật. Đảng Cộng sản Việt Nam với 3 triệu đảng viên đã hiện nguyên hình là 3 triệu sai nha của Đại Hán để cai trị 90 triệu dân Việt Nam. 90 triệu dân Việt Nam sẽ làm gì trước sự thật này? Tiếp tục cúi đầu ngoan ngoãn làm bầy cừu để giữ bộ da cho đến ngày bị lột và đem bán. Khoa bảng tiếp tục phục vụ đảng để đổi lấy những bổng lộc cho sự ương hèn và khiếp nhược. Còn thanh niên, nam nữ tiếp tục chạy theo lối sống phù phiếm, thấp hèn, đi tìm hưởng thụ trên một đất nước đã mất linh hồn. Những người Việt Nam còn tâm huyết, còn lòng yêu nước, còn ý chí quật cường sẽ làm gì để trả lời tên Đại Hán dơ bẩn Dương Khiết Trì? Giống cẩu phương Nam sẽ tiếp tục làm giỏi công tác, được bọn chủ mặt người dạ quỷ phương Bắc giao phó, hay có lúc sẽ tỉnh ngộ thân phận chó săn, lột xác lại thành người, ngưng cấu xé đồng bào mình và cùng đồng bào mình làm lại những trang sử oanh liệt của hàng ngàn năm trước, đánh đuổi lũ Đại Hán, thối tha ra khỏi cõi bờ, dắt dò lên cổ chạy về phương Bắc, không kịp mặc quần như tổ tiên của chúng ngày xưa. Kính thưa quý vị, hãy chung tay góp sức trong công cuộc trưng cầu dân ý. Một đất nước thanh bình no ấm, một tương lai tươi sáng đều tùy thuộc vào tâm huyết và sự nỗ lực của đồng bào trong và ngoài nước, cùng với sự hiện hữu của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Đào Minh Quân, người nhận trọng nhiệm khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, gánh vác đại cuộc giải thể tà quyền cộng sản, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Hãy góp một lá phiếu bầu cho Thủ tướng Đào Minh Quân. Quý vị có thể email về tcdy@chinhphuquocgiavietnamlamthoi.com hoặc gọi một trong ba số điện thoại 001-657-549-0390, 001-714-982-7436, 001-760-523-3011 với nội dung tên, họ, tuổi, địa chỉ, số phone hoặc email. Tin nhắn: tôi muốn bầu Thủ tướng Đào Minh Quân làm Tổng thống đệ tam Cộng Hòa để giải thể tà quyền cộng sản trên quê hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại vào những buổi livestream kỳ tới. Xin kính chúc tất cả quý vị dồi dào sức khỏe và hãy tin tưởng vào đường lối của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời dưới sự lãnh đạo của ngài Thủ tướng Đào Minh Quân, người sẽ lái con thuyền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa về đến bến bờ tự do. Trân trọng kính chào. We'll be right back.
quên thân mình, ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh, cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu.